Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Quý Tần Gamer, YouTuber mượn ạc số 1 Việt Nam. Hôm nay tôi review một cái con nhân vật hơi bị mạnh luôn. Đó chính là em ông bà bảy cụ Buha Chaman, dịch tiếng Việt ra có nghĩa là chủ tịch Phật tổ. Trong phim Hunter x Hunter thì ông ấy là chủ tịch của hội Hunter. Thì Amin sửa lại thì thấy vẫn là để chủ tịch. Và anh ấy sử dụng cái chiêu thức nó giống giống Phật tổ. Nên là anh ấy để giống kiểu giống như là ăn tái Phật tổ Numi gì đó. Cho nên là thành ra là chủ tịch Phật tổ. Amin đặt tên có ý nghĩa hết nha. Và hôm nay tất nhiên là tôi lại mượn ạc nữa rồi. Lần này mượn ạc của bạn OneSeal. Mượn ạc của phụ nữ nha. Đổi đế tính xíu cho nó lạ. OneSeal 1, 170 bạn, 27 follow và 3 follow win. Avatar của chị ấy thì hồi xưa hình như không thấy khẩu trang. Nay mùa dịch cho nên thêm khẩu trang. Ngoài ra thì còn có con rồng đeo bên nữa. Đồ này là lấy từ cái rương sự kiện nên có mấy cái sáng này nè. Tôi cũng có một hai món rồi nhưng mà không đủ. Chị này thì đi chân không có mang dép, bận đồ thì như cũ thôi, áo thun và quần dài. Tên thì đội luôn cái nón. Ngoài cái nón ra lại đội thêm cái gì nè, cái gì mà gà công nghiệp chỉ hướng dẫn lấy miễn phí nè, quên rồi. cái Vicky gì đó, đó cái dòng giống như công chúa gì đó, nhưng mà có nhiều ông đàn ông cũng lấy cái đó đội lên nữa. Rồi chúng ta sẽ quay lại với video vậy. Thì cái con này thì tôi đã test thử rồi là cái update gần cuối á, nó tới 20.000 tiền lắm. Nói chung là nó đắt tiền lắm cho nên là tôi sẽ đi Infinity để biết vậy. Lựa cái farm nào đẹp để đi ha. Con này đi Infinity thì farm tiền nó dễ hơn, chứ còn đi story thì sợ mắc câu không đủ tiền. Rồi vô nhé. Hình như là đúng rồi, cái này là Infinity. Tôi tính nói là cái này đi story Infinity nhưng mà cái map này nó vậy đó. Map này như chưa thấy ai đi đúng không? Người ta ít đi lắm cho nên là thôi kệ đi. Không biết cái chỗ nó đi là chỗ nào luôn mới đau chứ. Đây. Map này như tôi ít đi Infinity map này lắm anh đẹp cho nên tôi còn chả biết cái chỗ đặt là chỗ nào nữa. Đó, cho em Gate tên đó ngồi chơi đi ha. Đội hình bạn này mạnh đó. Tùm lum con hết à. Có con boost khoảng cách nữa nè. Con này level 1. Đó, đánh thì kiểu mới nè. Có bạn bẻo có level 80 luôn nữa. Thì để tôi coi là mượn tôi coi thử là cái con tầm đánh đó là level 1 với level 80 nó có khác nhau gì không? Nó có boost hơn không? Bây giờ thì thôi tôi sẽ nét thần trưởng vô nhanh vậy để chủ yếu là nay đi review cái em cái cụ chủ tịch Phật tổ. Rồi 11 là full. Rồi tới quay 11 là tôi đã full cái hệ thống farm tiền rồi. Nhưng mà có một sự thông minh không hề nhẹ là tự nhiên tôi đặt con bút đam ở đây. Chắc để về bút đam cho mấy con này. Đó, bút đam. Không nhân với bao nhiêu cũng bằng không hết nên thôi khỏi nhân. Đem lên tiếng đầu review luôn rồi. Mình sẽ thử ra cái đội hình của bạn này rồi gồm có Kuma, rồi Gate, rồi Slenderman, bút đam. Con tăng phạm vi với chủ tịch Phật tổ này chúng ta đi thử tới quay bao nhiêu nha. Dạ, ví dụ mà đi tới quay bao nhiêu chắc phải ngồi chờ hơi lâu đó. Rồi mấy con này nó hết giá tiền lợi dụng rồi mình bán ra đi. Thử lại chủ tịch Phật tổ. Lên tình tiếng đầu đánh luôn. Đó. Đánh theo cái kiểu là Hunter x Hunter mà. Nó đánh cũng là kỹ thuật thôi chứ không phải là trưởng trưởng bay bay lượng lượng này nọ. Mới đặt xuống là 214 đam. 214 đam thì thủ đầu cũng tạm ổn. Cái phạm vi 24 thì cũng bình thường. Tốc độ đánh thì 4 giây nhanh hơn Minato một xíu. Nhưng mà cái đáng lưu ý đó là chỉ cần update thêm một cái nữa thôi là nó từ 200 mấy đó, 200 nhiêu ta, 214 đó, nó thành 716 rồi. Cho nên nếu mà con này đem thủ đầu thì quá tốt luôn. Không cần nhiều, chỉ cần đem ông ấy lên và update một cái thôi. Update một cái là được 700 đam, đánh 4 giây. Nhưng mà không đánh e được nha, nhưng mà nó đánh được luôn cả 4 chữ full rồi cho nên cũng không có cần phải lo lắng. Tôi có cảm giác như là tụi e nó sắp qua tới rồi cho nên tôi đem một em gấu Kuma ở đây vậy. Rồi chẳng tới mình coi là hai em nào mạnh nha. Kuma bạn này có level 80 luôn nè. Sơ sơ là 22.000 đam. Rồi 22.000 đam đó. Nó vậy là bút lên nó lên khoảng 60.000 đam á. Phải không ta? Lên dữ thế. Lên gấp 3 lần. Đúng rồi. 66.000 đam.
66.000 năm ai lấy la Yagami Yagami làm gì nữa ta. Rồi quay lại với ông cụ này đi ha. Upgrade 2 1253 đâu. Ồ mấy con level 80 khỏe quá ha, khỏi phải tính toán nhiều. Rồi upgrade 4 2148 2001 3.700 tiền. Khoảng 3.700 tiền thì có con 2001 và có thể đánh E được. Đó, cái này là tái tái Phật tổ Numi. Tái ác quỷ. Hunter với Hunter tôi không coi nhiều lắm không biết. Nhưng mà lên upgrade 3 thì ông ấy đánh tới 10 giây lận. Nên là đặt ở dưới á, đặt ở đằng sau thì đánh được, chứ đặt ở đằng đầu đánh không nổi đâu. Với lại là đánh E được nha. Lên tới upgrade 3 thôi, 3.000 mấy là chúng ta đánh E được. Khả năng đem một mình ông ấy theo thôi là đi được mấy cái map luôn rồi. Đi được bao hết luôn á, tại vì đam to. Đam 2.001 rồi cũng to lắm rồi, đánh 10 giây và 7.000 mấy tiền. Ít 3.000 mấy tiền, 3.700 tiền. Rồi lên một phát nữa, 6.000 tiền thì lại có con 3.500 đam. Ồ ghê. 3.500 là chưa boost gì thôi. Boost lên nó ghê nữa. Ô chiêu tiếp theo là hết hand là tái thứ ba. Cộng thêm tới 7.000 mấy đam nữa lận. Rồi mà 20.000 tiền nha. Rồi up lên luôn. Wow. Upgrade 4 20.000 tiền. Rồi upgrade 4 lên upgrade 5 cũng 20.000 tiền đó luôn mà nó 10.000 đam mà up phát nữa là 17.000 đam. Đây là tổng là 18.347.5 đam. Phạm vi là 64 đánh 10 giây. Và đánh nửa hình tròn. Căng người ta, tại tôi cũng hồi nãy tôi up đây thử ở ngoài map kia tôi không up hết á. Nó đánh AoE nửa hình tròn luôn á chứ không phải là một góc nữa. Tôi thấy AoE kiểu này nó ngon nè. Đường thẳng dài tôi thấy nó vẫn ngon hơn là AoE theo kiểu anh Kuma. Đây đặt Kuma đứng kế bên nè. Chúng ta cùng cùng đứng chung. Kuma cũng vậy luôn, up lên cũng 700 mấy nè. Ở đây hồi tôi sẽ up hai con tôi sẽ so sánh thử nha. Bây giờ tôi cho hai em lên nóc nhà hết đi. Kuma là 74 với 72 15 giây. Và đánh là 22.000 đam. Cụ này thì là 18.000 đam, 64 10 giây. Đánh thì nhanh hơn một xíu, đam thì nhỏ hơn 2 3 xíu. Nhưng mà cái kiểu đánh này nó sẽ nhiều hơn anh Kuma. Kuma là Kuma đánh được nhiều. Cái ô này là nó thẳng ra là chỉ có dưới đây thôi. Đó, đánh thì được cái đánh xa hơn, đánh được cái tầm đánh nó với tới rộng hơn, nhưng mà phạm vi ảnh hưởng đam không bằng nổi ông này. Ông này mà mình đặt khéo á, đặt ngay đây nè các bạn. Nãy tại tôi không biết cái kiểu đánh của nó như thế nào. Đặt ngay đây nè. Hoặc đặt mình lui lui lại đây nè, nó sẽ bao hết. Đây để tôi xóa tôi đặt lại cho các bạn coi ha. Xóa xóa con này nó cũng nản lắm á, tốn tiền lắm chứ không gì. Nhưng mà ông này có cái điểm yếu, nó là ông ấy khá là đắt tiền. Đó, bây giờ mình để như vậy mình up lên đi. Up full hết là khoảng 4 không khoảng chính xác luôn á. 46.000 tiền. 46.000 tiền là bằng con Lai Yagami. Khi mà con quái nó qua tới đây nè thì bây giờ là nó sẽ bao hết luôn cái đoạn này. Giai đoạn này nha, nó thẳng ra là đánh được hết luôn đó, nó có chẳng khác gì AoE toàn phần. Nó có nửa hình tròn thôi à, nhưng mà nó đi đánh được đoạn này nè, tới đây. Tới đây luôn, nếu mà con quái nó đứng ngay chỗ này nha. Tức là khi mà cái map mà quái nó qua đó. Tôi nói thiệt là nó khủng bố quá. Con này mà gắn với con tăng phạm vi nữa thì nó quá trùm rồi. Tôi chưa xài con tăng phạm vi lần nào á, để tôi xài thử cái nó ra là sao. À đây đây, skill tăng phạm vi đây. Tôi cũng nghĩ là nó sẽ có skill mà. Răng Potter tăng lên bao nhiêu ha? Bây giờ phạm vi là 64 à, tăng cho cụ ấy lên. Đâu rồi, lên chưa? Lên được 80 86 à, lên 30% đó nè. Dùng mấy con tăng phạm vi kết hợp với AoE toàn phần nó đánh thì ngon. Để coi cái dòng Kuma nó bự lên cỡ nào. À, cái vòng đánh cũng bự lên nữa nha các bạn. Chứ không phải là chỉ cái phạm vi Ranger này không. Cái vòng tròn này nó cũng bự lên nữa nè, cảm thấy như mình thật là bé nhỏ so với những con quái này. Toàn là những con khủng không nè, và đặc biệt là tôi chả có con nào hết ta. Hơi bị nhục. Ơi bán mấy con này hết đi. Ghê thiệt chồng đó. Mà nó tăng lên một xíu thôi, nó không có tăng chuyền nha, con tăng đam. Tôi nhớ tôi review con này mà thôi kệ đi. Có con nào đem theo thì review con đó vậy. Nó không có boost đam chuyền như con Erin đâu. Amin ghi vậy đó. Từ khi nếu mà nó có boost thì nó bị lỗi thôi. Con này thì 18.000 đam kết hợp với cương ma nãy thì hai em này là thiệt là khỏi đem la Yagami. Đem la Yagami theo chi, tại vì con này nó đánh được dưới đất, đánh được tinh không luôn nữa. Hai con, một con 18.000 đam rồi một con thì 22.000 đam, hai con cộng lại là chẳng 40.000 đam. 40.000
À, đánh khoảng 10-15 giây. Đánh hai cú là bằng Lajagami rồi. Đó là nói ở trạng thái bình thường. Rồi bây giờ bút đam lên nó mới có chuyện để nói. Nhưng mà tôi sẽ đem mấy con này về dưới nha, về nhà. Tại vì tôi không có ý định đặt quá ở đây. À, mình cũng thử coi mình đi được bao nhiêu. Mà tệ tệ chắc cũng phải hàng 5X hoặc là 6X đó. Không có robot này nọ. Rồi bây giờ kiếm cái ổ nào nó ấm ấm mình đặt cái anh em. Đó, giờ đặt muốn đánh được cái ô này, phạm vi này đúng không? Tôi nghiên cứu ấy. Tại tôi vô tào lao mà, tôi vô map tào lao. Rồi, đặt ông cụ ở đây đi ha. Được không ta? Đặt đâu giờ hàng sớm? Đặt bừa đại đi ha. Hay đặt gì ta? Đặt gì? Đặt ở đây thì nó đánh nó đặt ở đây đánh nó xỉa qua đây. Cũng có lý chứ. Nó vậy nè, kiểu vậy nè, nó xỉa qua tới đây. Thì nó đánh được đường này, đường này, đường này. Vậy cho nó qua là đánh được rồi. Kệ đi ha. Để về nó đánh con đầu tiên. Rồi tôi bút đam lên thử coi nó như thế nào ha. Cương ma dưới đây chờ sẵn nè. Mấy con này tốn tiền lắm anh em, bán lên bán xuống hồi là mạt luôn đó. Rồi bút đam gắn quả bom này có được gì không đây nữa. Một phát, hai phát. Nãy tôi tào lao mía lao tự nhiên đặt con bút đam đây luôn mới ghê. Thôi lỡ rồi thôi mình đặt dây luôn đi nó. Bút đây đi, bút bé bé nhỏ nhỏ đây thôi, khỏi đi đâu xa. Cũng không lấy tớp nổi đâu. Đó, để một hồi mình coi là khi bút mắt nó lên bao nhiêu nha. 8 lần 3 là khoảng 4, 18 nhân 3 là 48.000. Khoảng 48.000 RAM này. Đánh con này farm RAM luôn á, khỏi cần la Yagami. Một cú đánh của nó đã 4 mấy ngàn RAM rồi. Nó giống như Kuma vậy thôi. Kuma đã lên 65, 68.000 rồi nè. À, 3X. Khoan từ từ, 48 là sao nó lại lên 50 mấy rồi ta? Dường như là quả cầu đen này gắn vào làm cho con bút đam nó tăng đam lên nữa hay sao á. Không phải là chỉ nhân 3 hay sao á. Tại vì 18.000, 18.000 mà nhân 3 thì làm sao mà ra được 55.000. Con Kuma thì 22 nhân lên thì là 66 này ra 68. Ồ, như đúng rồi. 18.000 thì tính thế anh em, sao nó thấy hơi bị rối não nha. 18.000 RAM thì lên 5 8324 8324 3 nữa là 5 5.455. À đúng rồi đây, đúng rồi lộn. À, tôi bị tào lao. Cái viên ngọc gắn vô chả có tác dụng gì hết á. Bạn ấy thích bạn ấy gắn chơi thôi. Gắn cho nó đẹp và dương ngọc quá không biết làm gì. Thôi ta gắn vô ông cụ này đi cho ông cụ lên RAM được xíu. Bạn ấy gắn ngay còn boost RAM. Gắn vô không hiệu quả nha, em xác nhận lần cuối cùng nữa là gắn ngọc boost RAM. Gắn ngọc tăng đam vào con tăng đam thì nó sẽ không tăng đam. Nếu bạn muốn tăng đam vào con tăng đam thì bạn gắn vào con tăng đam và bạn dùng con tăng đam để bạn tăng đam cái con bạn cần tăng đam. Chứ còn bạn lấy cái con mà nó tăng đam rồi bạn gắn viên ngọc tăng đam để tăng đam thì nó sẽ không hiệu quả. Rồi, tôi nói tôi hy vọng các bạn sẽ hiểu chứ tôi thì cũng không hiểu luôn. Nhưng mà về cơ bản là không gắn ngọc vô con bút đam. Tức hồi mới có viên ngọc mấy ông kia nói anh Quy ơi, mấy ông nước ngoài to gắn ngọc vô con bút đam. À đó, tôi muốn cái góc này nè. Góc này nè, đánh đi được nhiều cái nè. Một hồi tăng phạm vi lên nữa. Ồ, mà cái tượng Phật này nó xấu quá. Tượng này à, chắc là tượng bên bên Nhật, phong cách Nhật. Cái tượng giống Nhật, giống tông viên Naruto hay sao đó. Để coi con nào mạnh. Theo các bạn thì con nào mạnh đây. 64 và 10 giây. 68 ấy, 54.000 và 10 giây. 68.000 và 15 giây. Thì tôi nghĩ là ông này sẽ mạnh hơn. Chủ tịch Phật Tổ nè, tên là gì quên nữa rồi, tên quên rồi, thôi kệ đi hết. Nói chung là chủ tịch hội Hunter đó. Tôi không có coi phim nên là chỉ nghiên cứu sơ sơ là tên tuổi ông ấy như thế nào thôi. Đánh thì nhanh hơn con này nhưng mà đam yếu hơn. Nhưng mà nếu mà tính đam tinh dây thì ông này tính một phát ra luôn nè 18.000 đam, tức là 1.800 đam tinh dây. 1.800 đam tinh dây. Còn cương ma là 22 chia cho 15 thì nó hơi bị rối não một xíu ha. 22 chia cho 15. À, để tôi tính luôn. Tôi tính luôn là coi là DPS của này nhiêu nha. 22.000 để làm cho nó chẳng á, chia cho 15. Thì DPS là 1.400. DPS của Kuma là 1.400. DPS của ông này là 1.800, cho nên là ông này là ông chủ tịch này sẽ mạnh hơn Kuma. Do là đam tên dây của ông chủ tịch to hơn. Phạm vi thì ông chủ tịch sẽ nhỏ hơn nhưng mà cái dùng đánh, cái phạm vi đánh á nó cái phạm vi gây đam nó to hơn, cho nên tôi có thể khẳng định là ông chủ tịch này đam mạnh hơn con Cương Ma.
ngon hơn Kuma, nhưng mà đắt hơn con Kuma 22, tức là 4, 23 là 46.000, Kuma chỉ có 15.000 tiền thôi, tức là nó đắt hơn. Thì nó xịn hơn một xíu thì nó đắt hơn một xíu cũng được. Nếu mà chúng ta farm đam, chúng ta farm mấy con kiếm tiền mà nó hiệu quả thì cũng ổn đó. Quay 30 rồi và đội hình tôi hiện tại chỉ cần là đúng một con ông chủ tịch và một con Kuma rồi. Tôi bỏ không buồn buồn đi chắc cũng tới 40-50 nữa nè. Quái nó ra ồ ạt nhưng mà nó chết cũng giàu dạt luôn. Càng quá, bây giờ để thử coi mình đi được nhiêu ha. Rồi, tôi sẽ đặt thêm dự kiến là video này nó sẽ dài lắm đây. Đó, đặt thêm mấy cái con rỉa rỉa thì nữa. Gate, rồi đặt thêm những cụ nữa nè. Cụ hơi nhiều. Đặt thêm cho cụ ở khu này luôn đi. Khu này gọi là khu người già đi, bên kia là khu gấu. Để tôi chia khu vậy. Đây, đây là khu người già ha. Khu người già tốn tiền lắm. Tại người già rồi. Cho nên là điều kiện sinh sống cũng phải thuận tiện. 20.000, hai phát cuối là 20.000 nhé. Đó, vô. Nói cho bạn nào mà không có bún mắm hay không có Escano thì khỏi mua con này cũng được. Mua farm lên cũng đâu có update full nổi đâu. Rồi, một phát nữa. Đánh bây giờ một bức tượng thì còn thấy đường, chứ bây giờ là một đám tượng rồi. Nó chéo 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 từ lưng ông dưới ta. Đó, không biết thấy đường đặt không nữa. Cương Ma đánh thì nó còn dễ hơn, ông này đánh chói ló quá. Ở, ông nghĩ mệt này. À không. À tôi có cách trên nha. Để giảm cái hiện tượng chói ló này tôi chỉ cần đặt một con một con gà tè trên đây là nó đánh chết hết tụi kia rồi, ông không đánh nữa, ông không đánh nữa là ông không có chói ló nữa đó, không cần phải tắt hiệu ứng đâu, thấy chưa, chống trại ngay nó. Mấy ông để yên cho tôi thấy đường tôi đặt quái. Thông minh thì chứ, mình đẹp trai và mình còn thông minh nữa mới ghê chưa. Đó, 8 ông, 8 ông ở đây là xong, ổn. Tông dòng bút đam không ta. Ở dính xém xém nhưng mà được, ổn. Thấy chưa, đặt một con gate thôi là nó rảnh ngay. Gate đam trên dây là bao nhiêu? À, 4.000 3.000 mấy á, 3.000 mấy đam trên dây. À, so với ông cụ này là chỉ có 1.800 trên dây thôi, tức là gate đam trên dây vẫn to hơn ông cụ này. Tuy nhiên gate đánh một mục tiêu cho nên cũng khó nói lắm. Ông này ông gom đập một lần 10 thằng thì thằng ra là gate phải đánh tới 10 phát đó. Gấp 10 lần lên thì bị chia nữa rồi, cho nên tùy thôi. Thường những con đánh một mục tiêu người ta đặt ở đằng sau. Tại vì mấy con kia nó đánh rồi sắp chết hoặc còn rỉa rỉa ít á, thì con này nó đánh thôi, chứ không phải là đem lên đầu đánh chính đâu. Tôi đem lên đánh để cho nó đỡ, phải chiếu chói con mắt quá thôi. Rồi mình sẽ đặt tiếp Kuma nữa gì. Bào chúa Kuma, tôi đang hóng chờ boost dam. Mà chắc cũng chưa boost đâu, quay 30 boost dam quá nó cười cho mặt chết. Nó nói là sợ nó sao mà quay này boost dam rồi. Rồi lên tiếp. Đó, hai em Cương Ma. Ba em Cương Ma. Ông này mạnh đó anh em. À, bạn nào có thì mua một ông được đó. Tôi chưa có mà tôi hết kim cương rồi. Hậu quả của việc mượn ạc đó là ạc của mình chả có con nào mạnh hết trơn á, toàn là mượn ạc của người ta không. Nó vậy là khỏi cần farm La Yagami. Đội hình bạn này chắc ngon đó, đội hình của bạn ấy để tôi để nguyên đó anh em. Tới quay 35 giờ chúng ta đã hết tiền, do là tôi có bán ông cụ lên xuống mấy lần nữa cho nên là hơi bị đói. Một con Cương Ma thì bán 15 tiền. Vẫn rẻ hơn những cụ này. Cụ này bán không đã 23 tiền. 23.000 rồi. Đó, Cương Ma tiếp. 1, 2, 3. Rồi, full 8 em Cương Ma. Chỉ là chưa up lên thôi. Up không nổi. Đó. Nhét quay chừng 2 cú nữa là full vàng Cương Ma hết. Đó, rồi cái vàng Gate nữa. Để coi đội hình này đi tới quay bao nhiêu luôn ha. Ôi, ôi. Ôi ghê chưa, Gate một mình nữa thôi. 400 đam. Bao hết tụi này. Bắn cũng hiệu quả đó chứ, nhưng mà đi Gate thì hầu như là không net quay, tại vì net quay nó ra nhiều quái quá em bắn không kịp. Rồi đi mấy con này thì cứ net quay đại nó bu cục lại đập nó cũng chết nè. À, bạn này mà đội hình này mà có thêm ô thứ 7 gắn con râu đen thì nó solo chắc mạnh lắm á, hoặc là thêm ô thứ 8 nữa gắn con dừng thời gian nữa, nếu mà vậy thì thêm luôn ô số 9 đi gắn con robot nữa chắc ngon lắm ta. Gì cười, hợp lý không? Thế này giới ý kiến vậy thôi, lôi hết vô luôn đi. chứ bây giờ tôi con nào tôi cũng muốn đem vô cái tem để đi Infinity hết rồi. Con nào thấy cũng ngon, con nào cũng ngon hết rồi, giờ biết đem con nào bây giờ. Rồi đặt hết bút đam, đặt bút phạm vi vậy. Đó. Bút phạm vi không có bút chiền. Một mình bung lụa mình đặt cho đại đi, đâu có gì đâu. Ờ chỗ này ngon, chỗ này
này ổn là tài bằng số 5. Đó, chỗ này boost là được nè, hai bên đều ăn hết nè. Bây giờ lại sáng chói nữa rồi. ông đánh gì đâu mà nó sáng chói quá. Rồi tôi tắt hiệu ứng anh em ơi. À, để hiệu ứng về, thứ nhất là không thấy đường đập quái, thứ hai là không thấy đường đi boost dam đâu. Nhiều khi sáng chói quá nó cũng không nên nữa. Nhiều khi chúng ta cũng nên tắt hào quang bớt đi. Hoặc bật chỉnh cái độ sáng của hào quang nó vừa đủ thôi. Hào quang chói ló quá cũng căng lắm. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boost dam thì boost phạm vi thì mình cũng đặt lên luôn. 7, 8. Con boost phạm vi nó cũng quan trọng như con boost dam vậy đó. 8. Ủa, 8 con rồi tự nhiên. Tại sao 8 con nó không cho đặt con chứ 9 nữa ta? Game bị lỗi chắc luôn. Rồi, bước lên. Nào giờ boost chuyền không được đâu nha anh em. Các bạn đừng có suy nghĩ tới vấn đề boost chuyền. Tăng phạm vi là nó ghi vẽ hình gì đây? Cây kiếm cộng với mục tiêu đánh kiếm, mục tiêu tấn công. Đó, tắt hiệu ứng đi nhìn thấy nó gọn hơn rồi đó. Cho Gate lên. Đi với cái đội hình vậy thì chúng ta cũng không sợ thiếu tiền đâu. Nếu mà đem Layagami nữa thì không biết nha. Để qua hồi tôi đi thử coi là tới quay 50 coi là còn dư được 320.000 không. Nếu 320.000 là đạt được Layagami rồi. Ô mà tôi đặt con Gate đây rồi sao bút đam tới ta? Ừ nào mà thông minh dữ vậy. Thôi lỡ rồi. Đặt anh bút đam đây luôn ha. Một khá là thông minh. Tại vì tôi cũng không có tính toán vậy, tôi đi map mà tôi chọn mà tôi còn tưởng đi story model mà. Đó, cứ đặt Gate đây đi, hồi mình sẽ boost 222. Mình dứt 3 số 2 vậy. Đó, vô. Gate là gì, rỉa mấy con còn lại. Quay 40 rồi, giờ tôi thấy là chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu gì của sự cần phải boost dam hết đó. Công nhận bà này mạnh thiệt chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bán con Gate tên đi nữa nè. Quay 40, ủa tôi bán rồi mà. Quay 42, 43 là chúng ta sẽ full. Vậy thì tới quay 50 là còn khoảng 8, 9 quay. Mỗi màn vậy thì ta được khoảng 20, 20 mấy ngàn. Tôi nghĩ xài Layagami vẫn ổn luôn á chứ. Robot cũng được nữa đó. Tại vì con Gate này nó cũng đắt tiền một phần nè. Gate cũng 8.300 là 16 ngàn. Mấy con này toàn là 15, 16 ngàn tiền không. Vô. Đó, mười mấy ngàn tiền. Chưa full nữa đúng không? Thêm một em nữa. Nó cho nó rỉa luôn. 8.000 tiền không đủ up. Thì một em nữa. Nếu mà đặt qua cầu tăng đam, đúng là đặt vô con Gate này nó sẽ hiệu quả hơn đó. Nó chỉ tăng một ít thôi. Nó tăng 89 đam thôi. Nhưng mà 89 đam mà dân 10 lên. Bởi vì tốc độ đánh của nó là 0.1 giây. Cho nên dân 10 lên là tăng lên 890 đam trên 1 giây. Nó tăng DPS lên vậy đó. 3, 2, 2, 2, 1. Rồi đủ rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng con boost đam đây. Tôi sẽ... boost dam cho mấy con boost tăng tiền. Ở quay 43 thì tôi vẫn không thấy cái hiệu ứng gì. Hôm nay video dài dữ à. Không biết điểm nào để cắt hết hơn đó. Thôi để cho nó dài chơi. Quái nó vẫn lang thang. Không vô nói. Cái tem này quái nó bó tay luôn á. Rồi người boost dam thôi. Đó. Thì thường boost dam vậy thì tôi kéo ở đây luôn. Chứ giờ bó tay rồi. Một mình đặt nó từ lưu học dưa tên. Nó Gate lên 12.000 dam nè. 12.000, 1.200 chứ là 12.000 đam trên 1 giây. 12.000 đam trên 1 giây cũng ổn đó. Kỳ này farm đam cho bà này luôn rồi. Rồi ngồi boost thôi, boost hai con này qua lại thôi. Khi nào mà nó xuống tới con Gate thì tôi sẽ boost lên. Vậy sao tôi không boost phạm vi con Gate ta? Lại một sự thông minh nữa rồi. Không sao. Ví dụ boost vậy rồi tôi sẽ boost lên sao? Nó là nó bao hết. Wow. Wow, rộng dữ. Được đó, hợp lý. Hôm nay có nhiều thể loại boost mới ha. Rồi dự đoán gấp đây, tôi dự đoán là sẽ có viên ngọc tăng phạm vi. Nhưng mà rốt cuộc admin không ra. Admin cứ thấy tôi dự đoán gì là admin sẽ chơi ngược lại không. Admin cho cái con tăng phạm vi chứ admin không cho ngọc. Admin cho ngọc khác. 45 rồi. Thôi để tôi sẽ nét một phát nha. Tới chắc phải tới 50 hay sao á. Chứ vậy chưa thấm gì đâu. Cảm giác nó rất là nhẹ nhàng tình cảm. Hiện tại là quay 55 Infinity All Star Tower Defense. Đó. Nhưng mà nói chung chẳng còn ổn. Quái nó vẫn chưa có dấu hiệu qua đâu. Nhưng mà không biết có đi 60 nổi hay không. 60 thì có vẻ hơi hiu nha. Do không có con râu đen. Quái nó không có chạy chậm đâu. Nó chạy như là ma dí gì đó. Wow con này 500, 600 máu gì. 600 ngàn máu gì đó. Đó. Bút đam liên hoàn cà lon.
Clone clip gì đâu. Đập hết. Còn cái hàng phòng thủ Gate ở dưới đây nữa nha. Đừng xem thường với em Gate đây nha. Tốc độ đánh 0.1 giây đó. Siêu tốc Sonic cũng bật Haki quan sát chưa chắc né được em Gate này đánh đâu. Đó, vô vô bắt đầu cảm giác có một sự xâm chiếm rồi. Bây giờ ông này ông mới phát huy tác dụng nè. Cái góc này ông đánh được gì đây nè các bạn. Đó chưa. Bao hết. Đánh con nào cũng vậy hết á. Ông sẽ bao được hết cái dùng đó. Và khi bút lên thì em ấy sẽ bao được khá là nhiều nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là có một sự vô nhà rồi. 56 rồi em ơi. Không qua nổi. Cho là tôi làm nó hơi chậm hay sao. Ủa sao tới đây mà nó còn chết ta. Tụi này nó bị chết yểu hay sao á. Thôi nói chung là tới đây thôi. Không đi nổi đâu. 56 thôi các bạn. Tôi cứ ngỡ là cái đội hình này có thể đi được 60. Có thể là tùy map. Map này thì tôi đi bừa tôi chọn đại thôi. Rồi bye bye các bạn. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.